Trên quốc lộ 1 qua trạm thu phí An Sương An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một sự cố hy hữu, nổ lốp xe container làm một tài xế nguy kịch. Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi đó thấy xe container biển số 16N0518 chạy đến khu vực gần trạm thu phí An Sương An Lạc thì dừng lại sát giải phân cách. Tài xế và phụ xe xuống kiểm tra các bánh xe. Tài xế dùng búa và tiếp sắt đập để gỡ cục đá lớn kẹt giữa hai rãnh lốp xe ở phần đầu kéo. Tuy nhiên trong lúc đục, lốp xe đã phát nổ. Do sức ép lớn của vụ nổ, tài xế bị hất bay xa ra phía ngoài, bị thương khá nặng ở vùng mắt miệng. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.